mênh mông, khi vắng anh đứng nhìn bên sông, nỗi u hoài sẽ nặng buồn tim bé bỏng. Mưa trên rừng, mưa về thành xưa hẳn. Lòng son sao bóng anh vẫn còn xa xăm, để âm thầm ai chờ chờ ai héo nhau. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood, ND100. Dàn này full chức năng, rất nhiều chức năng mà hầu như rất là tiện dụng hiện nay các anh có nhu cầu xài. Đầu tiên là chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước này có thêm ngõ USB, mình dùng ngõ này để nghe nhạc trực tiếp từ USB cắm vào, chép những bài hát yêu thích từ trên mạng, chép vào USB, thế là cắm vào dàn là mình có thể sử dụng được chức năng này. Để em chỉnh cho nó ngay lại. Ngoài ra, phía trước này còn thêm ngõ audio in 3.5 ra 3.5, dùng ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Đặc biệt thêm nữa là phía sau dàn có hỗ trợ ngõ USB, nhận dàn này làm sao cạc rời. Thì các anh nào hay nghe nhạc Lost Net trên mạng thì biết rồi đó. Khi bộ dàn này được sử dụng làm sao cạc rời cho chất lượng âm thanh mượt mà, cả kho nhạc Lost Net thông qua bộ dàn này cực kỳ chất lượng và hay, chuẩn vô cùng. Độc đáo thêm của bộ dàn này, mình có thể chỉnh bass, chỉnh lọc âm, equalizer trực tiếp trên amply không cần remote. Và đèn nước nó nhảy theo điệu nhạc rất là bắt mắt, giống như là một cái bộ dàn xây trung vậy đó. Ở đây nó có chữ bass. Bass tăng từ 1, 2, 3, 4, tăng 4 lần bass nên bass cực kỳ sâu và chi tiết. Và phía sau amply hỗ trợ thêm ngõ sub để mình kết nối sub điện rời, tăng thêm dễ âm trầm. Cái dàn này mà ghép thêm sub thì thôi hay khỏi bàn cãi rồi đúng không? Hiện tại thì bass tăng được 4 mức nè. Equalizer nhiều chế độ lọc ở trên dàn, mình chỉnh như thế nào để hợp gu mình thì mình chọn nha. Em chọn chế độ lọc equalizer như vậy và tăng bass ở mức số 4. Đèn nước nó nhảy theo điệu nhạc và thêm cái đèn trên volume cũng nhảy theo điệu nhạc. Các anh thấy không đó? Nó cứ sáng là tối, sáng là tối. Mở nhạc DJ remix thì nó chớp nhanh lên, mở nhạc vàng chớp từ từ, tức là nó nhảy theo điệu nhạc giống như là nhạc nước vậy đó. Nhạc càng nhanh nhảy càng nhanh, nhạc chậm nhảy chậm. Hiện tại nghe nhạc vàng thì nó chớp la rai liêu riêu từ từ, nhưng khi qua nhạc đen thì nó sẽ chớp nhanh hơn nữa. Một bộ dàn em nghĩ vừa đẹp, vừa sang trọng, vừa full như vậy thì đi đâu kiếm, mà giá thành cũng vừa hợp túi tiền. Ngoại hình thì ken xà beng luôn, rất đẹp còn rất là mới nha. Chiều cao của loa là 22 cm, em xin nhắc lại, chiều cao là 22 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ với em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng kết bạn Zalo hoặc gọi đến số điện thoại 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho các anh. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng phí ship. Vui lòng cọc giúp em để tránh tình trạng đặt ảo và bơm hàng nha, không cọc em sẽ không ship đâu. Cái này các anh thông cảm giúp em. Vui lòng cọc giúp em nha. Bây giờ mình sẽ nghe chức năng thứ hai là chức năng USB. Nghe USB thì nhắn nhận USB nha. Em sẽ lấy đĩa ra, đĩa chép thôi, bình thường thôi mà đọc cực kỳ tốt. Mình đang nghe nhạc qua chức năng USB, đọc được file MP3.
nói em rằng em ở ngoài ấy ra sao, mà xưa còn thầm mơ còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh máu biếc, nụ cười có đẹp chăng sao. Bây giờ mình qua chức năng MD nha, cho Cúc nhắn thời gian test clip này. MD là đĩa của Nhật, có thể chép nhạc, xóa nhạc thoải mái và có tuổi thọ rất bền lên tới vài chục năm. Bên em có bán MD và chép theo cầu, các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ đem chép vào MD cho mình nha. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc lên tết. Lo đẹp góc cạnh luôn. Được sản xuất năm 2008, ngõ USB kết nối PC, nhạc là sao cả, hỗ trợ ngõ sức để kết nối sức điện rời, tăng thêm về em trăm AM FM là tần số 90 MHz, lo công suất là 40W trên cặp lo Kenwood ND1100. Bây giờ em xin kết thúc clip test, các nào mua bộ dàn này vui lòng mà liên hệ với bên em nha.